ảnh của những đôi phúc mộc đã đi vào trong rất nhiều những tác phẩm thơ ca nhạc họa. Và ngày hôm nay thưa quý vị, tại trường quay của Cà Phê Sáng cũng có rất nhiều những đôi phúc mộc như thế này. Và đây chính là những sản phẩm của cô gái đã có mặt tại chương trình của chúng tôi. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Lily Hoàng. Xin chào bạn. Xin chào chị Mỹ Lan, chào anh Phương và khán giả của Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Em tên là Lily Hoàng, nhà thiết kế của dự án Tôi Tái Sinh. Tôi Tái Sinh, vâng. Nhìn cái năng lượng mà chị toát ra ngày hôm nay là chúng tôi đã rất mong chờ sẽ có một cuộc trò chuyện đầy thú vị rồi. Ngày hôm nay chúng tôi đang nhìn thấy là chị mang tới trường quay rất nhiều những cái đôi guốc mộc từ khóa thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Cơ duyên nào để chị tới với những đôi guốc mộc rất giản dị nhưng cực kỳ ấn tượng này, thưa chị? Vâng, thì guốc mộc rất là ngẫu nhiên thôi. Nó được ra đời trong cái thời gian mà Covid, khi mà mọi thứ lắng lại, thì bản thân Lily cũng lắng lại và cảm thấy là mình muốn làm một cái điều gì đấy có trách nhiệm hơn với xã hội và khẳng định cái sự trưởng thành của bản thân. Nên là cũng thể hiện cái tình yêu dành cho những cái truyền thống của dân tộc. Vì vậy mà guốc mộc xuất hiện trong cái khoảng thời gian đấy đấy ạ. Thế thì đôi guốc mộc của bạn nó khác gì so với đôi guốc mộc mà các mẹ các bà của mình vẫn đi ngày xưa? Guốc mộc hiện đại thì nó khác cũng rất là nhiều, mặc dù là nó kế thừa trọn vẹn những cái đặc tính rất là độc đáo, rất là thuần Việt của guốc mộc ngày xưa, như là bằng gỗ này và đinh đồng thau này. Nhưng mà ngày xưa thì đi nó sẽ cộc cộc hơn này, hoặc là nó nặng hơn này, hoặc là nó cũng chưa có kiểu dáng đa dạng như bây giờ. Thì bây giờ guốc mộc mới, thời đại mới thì đã tiết chế được những cái điều đấy và làm cho cái kiểu dáng của nó cũng gần gũi hơn với chị em thời hiện đại để mọi người dễ dàng đi được nó hơn. Dạ vâng. Mình so sánh một chút đi nhỉ. Tôi thấy ở đây hình như bạn có đem theo một đôi guốc kiểu dáng của ngày xưa đúng không? Rồi ạ. Và bên cạnh đó là một đôi guốc của thời hiện đại đúng với rồi. Những thiết kế của Lily Hoàng. Dạ. Cái công đoạn để sản xuất một đôi guốc mộc nó phải trải qua những chu trình như thế nào? Dạ. Guốc mộc thì đương nhiên cái thành phần chính sẽ là từ gỗ rồi. Thì sau khi mình có gỗ thì mình sẽ làm ra, cắt làm sao tạo hình của nó giống như là cái mẫu này. Sau khi mà làm xong được cái tạo hình thì mình sẽ phải mài, mình làm nhẵn, làm bóng, mình phun bóng nó lên là cho nó rất là đẹp. Và sau đó thì nó sẽ ra một cái khuôn guốc như những cái kia anh Khánh Phương có thể xem là chưa đóng quai lên. Nhưng mà thực ra có một cái thứ mà tôi ấn tượng hơn này. Tôi đã từ lúc mà chị mang vào đây là tôi rất ấn tượng với những cái mô hình như thế này. Những cái này là thiết kế là để mẫu thì hay là mình có đi được không? Thực ra là để cho cái guốc mộc gần nhất đến nhanh nhất và gần nhất với mọi người thì ở cái không gian của nhà Lily ấy là có một không gian giống như cà phê guốc á. Và để ở đấy thì mọi người đến có thể làm workshop, có thể ngắm những cái đôi guốc từ cổ chí kim và check in với những cái đôi guốc như thế này. Đây, khách có thể đứng như thế này và chụp ảnh cùng với một hình ảnh rất là ấn tượng đúng không ạ? Thú vị nhỉ. Đầu tiên tôi nghe thấy cà phê guốc. Tôi nghe thấy những cái workshop về guốc mộc. Dạ vâng. Bây giờ đi, ví dụ như là bây giờ mà tôi muốn mua những cái đôi này cho mẹ hoặc là người yêu hoặc là vợ chẳng hạn thì chị có thể gợi ý một chút về những cái cách mà phối đồ với những cái đôi guốc mộc này như thế nào trong thời kỳ hiện đại bây giờ chị? Dạ vâng. Về cái việc phối đồ nó cũng rất là nghĩ là đơn giản nhưng mà cũng rất là khó đấy ạ. Đúng ạ. Vì lâu nay cái sự nhận biết của mọi người đấy là áo dài và guốc mộc. Và áo dài thì áo dài truyền thống. Và đôi khi là áo dài truyền thống cái quần dài là che đi mất cái vẻ đẹp của đôi guốc. Thành ra là để cho cái vị trí của guốc nó nổi bật hơn nên là Lily sẽ phải đưa ra những cái mẫu áo dài mới gọi là cách tân. Làm sao mà chỉ có cái áo dài đấy đi với cái đôi guốc đấy là nó hợp với nhau nhất. Nó sẽ là hiện đại hơn anh ạ. Hiện đại hơn và nó cũng ngắn hơn để mình có thể khoe được đôi guốc nhiều hơn. Và nó có những cái họa tiết nó sẽ mix với nhau từ áo cho đến guốc mộc. Nên là ví dụ như anh muốn tìm đồ cho mẹ hoặc là tìm cho người yêu, cho vợ. Thì sẽ dựa trên sở thích của bà, của chị để xem hoặc là những cái dịp nào đặc biệt cần cái họa tiết gì hoặc là cái màu sắc như thế nào để phối được với cái trang phục đấy. Nhưng mà đấy giống như một combo nhỉ? Dạ đúng. Mà ở hiện thời hiện đại thì mọi người muốn cái sự đa năng hơn. Thế ngoài áo dài thì guốc mộc có thể kết hợp với những trang phục nào nữa? Bạn gợi ý luôn đi để tôi còn ứng dụng. Cái váy thì được không? Dạ hoàn toàn được ạ. Đấy là những cái váy rất là hiện đại. Đều hoàn toàn được như cái váy của chị Mỹ Lan đang mặc này. Thì bây giờ Lily có thể làm một cái đôi guốc hoàn toàn là chị Mỹ Lan đi được đôi guốc cao gót như vậy chẳng hạn. Và cái quai mình có thể lấy cái quai từ cái vải váy mà chị Mỹ Lan đang mặc đấy, đưa lên đây và nó cũng cao gót như vậy thì đi cũng rất là thanh lịch, rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Dạ vâng. Chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều những cái sự phối hợp đời hiện đại đúng không ạ? Và trong tôi cũng tò mò một chút là cái việc mà những cái người khán giả ấy ạ, người đến với chị chẳng hạn và biết những bộ sưu tập này họ có những cái ấn tượng như thế nào và có những cái phản hồi ra sao về bộ sưu tập của chị?
khán giả đến với Quốc Mộc bây giờ cũng khá là đa dạng ấy. Thứ nhất là du khách, đây giống như một cái nhận diện, và Lily cũng cố gắng để tạo một cái nhận diện mới khi mọi người đến với Việt Nam. Ngoài áo dài ra, mọi người nhớ đến Quốc Mộc. Và khách du khách ấy, họ sẽ có cái mong muốn là tìm văn hóa bản địa, và họ sẽ đến họ đóng những cái đôi guốc như này dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhà Lily. Thứ hai nữa là các bé học sinh nhỏ nhỏ xíu ấy, mầm non tương lai của Tổ quốc ấy, các bạn đến làm những cái workshop đi vào dịp Tết hoặc là Trung thu, các con rất là thích đóng những cái đôi guốc và đi cộc như vậy. Và thứ ba là chính là những người chị, người mẹ, những cái thời thế hệ trước đã từng đi Quốc Mộc, họ đến họ được sống lại, được hoài niệm với Quốc Mộc. Thế nhưng nói về văn hóa truyền thống của Việt Nam và trang phục truyền thống Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều những loại trang phục khác nhau đúng không? Tại sao bạn lại trăn trở với đôi Quốc Mộc và quyết biến nó trở thành một dòng sản phẩm và phát triển nó? Rất là hay ạ. Cái Quốc Mộc này thực ra nó nằm ngoài những cái dự tính của Lily từ trước. Đến khi mình tìm hiểu, lúc đầu mình cũng rất là anti quốc nha, tại vì trong cái quan điểm là mình nghĩ là thời này ai còn đi Quốc Mộc ấy ạ. Rồi đến khi mình từng xỏ chân vào mình đi, mình vỡ òa ra là nó rất là cần. Và khi mà mình biết đến nó, mình yêu nó, mình bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của Quốc Mộc, thì cái điều đầu tiên đấy là hoàn toàn là cái tài sản mà ông cha ta sáng tạo nên từ cái thế kỷ thứ ba, là từ bà Trưng, bà Triệu đã đi đánh giặc, đã đi guốc ngà rồi đó. Và dần dần thì Quốc Mộc đưa vào đời sống cũng rất là nhiều, và nó có những cái giá trị về tinh thần, về văn hóa rất là sâu ở đấy. Và khi tìm hiểu về Quốc Mộc mình thấy nữa là Quốc Mộc thì nhìn đơn giản vậy thôi, bạn có thể hình dung nó là một cái đôi dép lê, nhưng mà lại rất là thanh lịch, đi không có loẹt quẹt, nhưng mà đi lên lại tôn dáng của phụ nữ rất là đẹp. Ngoài ra thì cái chất liệu của nó thân thiện môi trường, nó là gỗ 100%, thành ra là nó có cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe của người dùng. Vì cái đôi bàn chân mình, cái gan bàn chân là nơi tụ họp rất là nhiều cái dây thần kinh ấy, khi đặt lên cái đôi guốc như này thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Và có một cái nữa mà khách hàng có nốt lại với Am, đấy là người ta gọi là sửa nét ấy. Tức là khi mà bạn đi một cái đôi guốc, đôi dép thể thao bình thường chạy nhảy rất là năng động, hoặc là không có để ý được cái dáng đi, dáng đứng. Nhưng mà khi mà mình đã đặt chân lên Quốc Mộc, bỗng dưng tự nhiên mình thấy mình hiền hòa, duyên dáng hẳn, khí chất hẳn ra, mình giống như một cái người phụ nữ có tu luyện đấy ạ. Tự dưng tôi muốn đi Quốc Mộc ngang ấy chị Lan. Chị có mục tiêu trong tương lai là sẽ sản xuất những lôi Quốc Mộc cho nam hay không, và mục tiêu trong tương lai của chị là gì ạ? Chị có thể chia sẻ. Bạn này chính là cho nam đấy ạ. Hay quá. Thế mục tiêu dài hơn cho dự án này của chị là gì trong tương lai? Thì chia sẻ với khán giả. Có hai cái chính, đấy là thứ nhất là Lily muốn viết thêm vào cái dòng chảy lịch sử Quốc Mộc thêm một cái giai đoạn nữa, Quốc Mộc thời đại mới, bởi vì trước thì đang bị mai một, thì sẽ muốn làm sống lại và nối dài lịch sử để nó không mất đi. Và thứ hai nữa là cái dự án này thì mình cũng thể hiện được cái sự trưởng thành của bản thân mình, và cũng lan tỏa, ước gì mỗi người ít nhất có một đôi Quốc Mộc có thể đi, hoặc là có thể thể hiện cái tình yêu với giá trị truyền thống, với những cái tài sản của ông cha ta để lại lưu truyền. Xin được cảm ơn câu chuyện của Lily Hoàng, tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống và đặc biệt là những thiết kế Quốc Mộc của bạn. Chúc bạn sẽ ngày càng lan tỏa vẻ đẹp của Quốc Mộc và những tình yêu đó tới cho tất cả mọi người nha.